Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Như SNews đã đưa tin thì vào sáng ngày hôm nay, Facebook có tích xanh của trang cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã bị một hacker xâm nhập và tung ra những đoạn tin nhắn nhạy cảm có liên quan đến công việc và chuyện tình cảm của anh chàng. Sau gần một tiếng thì trang cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã lấy lại được tài khoản và cũng đã liên lạc với Cục An ninh mạng để truy tìm ra người hack Facebook của mình. Theo đó, Quang Hải đã liên hệ với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để truy tìm kẻ xấu tấn công Facebook của mình. Chưa biết cụ thể hacker đã làm những gì với Facebook của Quang Hải, thế nhưng những hành động vừa qua đã gián tiếp bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của anh. Trên Facebook cá nhân có tích xanh, Quang Hải chia sẻ rằng, sáng nay Facebook cá nhân của Hải đã gặp vấn đề, Hải đã làm việc với những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc này. Hành vi sử dụng trái phép và phát tán những điều riêng tư của người khác lên mạng là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và pháp luật. Qua rắc rối trên, Hải cũng mong các bạn nên cẩn trọng hơn với những điều tưởng như là riêng tư của chúng ta, cũng như cùng nhau lên án những hành động đi ngược lại với pháp luật. Cảm ơn những sự tư vấn cũng như sự cảm thông mà các bạn đã dành cho Hải. Qua bài đăng, thì Quang Hải đã lên án mạnh mẽ hành vi của hacker đã tấn công Facebook và làm lộ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội. Đồng thời, anh chàng cũng kêu gọi mọi người cùng nhau lên án hành vi vi phạm pháp luật này. Anh cũng cảm ơn những người đã có sự tư vấn và cảm thông với sự cố này của anh. Theo pháp luật, thì người có hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng sẽ bị xử phạt với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Hiện tại thì Facebook của Quang Hải đang tràn ngập những bình luận tiêu cực từ anti-fan ở các bài đăng trước đây của anh. Việc tấn công Facebook và làm lộ thông tin cá nhân của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng một bộ phận cư dân mạng lại đang làm những thông tin cá nhân của Quang Hải lan truyền rộng rãi ra cộng đồng, cổ súy cho hành vi ăn cắp thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của SNews. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe SNews nhé!